Không vô anh em ơi. Shop Dương Phúc Chiến.com, shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop Dương Phúc Chiến.com ủng hộ mình nhé. Chào các bạn, mình chưa đây. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Các bạn ạ, thì hôm qua là ngày 20 tháng 10. Hôm qua ấy, nhưng mà nói chung là mình không tặng quà gì cho Thảo cả. Nhưng mà hơi tủi thân tí, nhưng mà mình nhuộn nhẹo nó xuống ao nữa ấy. Nhưng mà không sao anh em ạ. Bởi vì ngày bình thường thì mình cũng gọi là cũng như ngày 20 rồi mà mọi người. Đấy thì hôm nay mình vừa mượn được chiếc điện thoại của bà mình. Đấy. Rất đẹp. Hôm nay mình có cái màn chôn cho Thảo. Mình sẽ lấy cái điện thoại này của bà, mình sẽ tặng cho Thảo. Bởi vì điện thoại của Thảo là hỏng rồi mọi người ạ. Thì bị mất chứ không phải bị hỏng. Có nghĩa là iPhone X mình vừa mua nó tặng nó thì bị hỏng mất, mình mất rồi. Đi chơi mất rồi nên là hiện tại đang dùng một cái điện thoại cũ của mình. Bị vỡ màn hình nên là hôm nay gọi là mình sẽ chôn nó, mình tặng cái điện thoại này cho bà của bà. Đấy, mắt xeo của bà này. Cho nó xem nó phản ứng rồi nó nhìn thế nào mọi người nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ gọi điện cho nó lên đây. Nói chung là đi cho cái điện thoại này nó chắc là phản ứng như thế nào mọi người nhá. Chúng mình sẽ mua lại điện thoại mới cho bà. Nếu mà không mua thì không có vứt thì thôi. Lại giả lại bà mọi người nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ gọi điện cho nó nhá. Nè. Thế hả, lo làm gì đấy, đập đá à? Đập đá. Đập cái gì, tao đập một phát vào mồm mày bây giờ. Đập một phát vào mồm mày bây giờ. Đập một phát vào mồm mày bây giờ. Anh không mua quà cho em, nay anh có cái điện thoại mới muốn mua tặng em. Đâu? iPhone 11 đây. Mới một cái đầu anh ngu à? Một cái đầu anh ngu à? Anh cứ gọi nó là iPhone 11. Ô. Đây, cầm đấy. Không thèm. Sao không thèm? Mới mua đấy, mới đấy. iPhone 11 người ta có 3 cái như cái tổ ong, mình có một cái mắt. Thì một cái là người ta có 3 cái, mình một cái. Một cái cũng chắc là có ông ba. Một lần nhất. Đập mẹ. Đập mẹ đi, tao mua tao tình cảm của tao. Mày ơi, đồng chí cái này mà em mà thắng này anh đập lên nào. Mày không nhận lấy quả của tao gì, mày phũ phàng ấy. Quả của tao gì? Thôi cái này nhận làm gì? Mày vứt thế. Vỡ của tao. Láo tét, không dùng thì thôi, tao mang đi bán bây giờ. Lấy không? Không. Không lấy á? Tối 19 đấy. Tối 19 này. Thì lại mới thì mới xem à. Mắt đấy. Lấy lên, tao cũng đuổi gì. Lấy lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chẳng có quả. Quả gì, chẳng mới là gì. Đéo gì à? Ai có 11 đây gì? Đây. Không thèm. 11 đây. Lúc đây. Nào cũng hết vứt xuống chân rồi lại tăng điện thoại. Xong này hết iPhone 11. Đợi lại cái này. Có nghĩa là chúng ta lắp sim từ cái 9 ra đây dùng để tao mai mua iPhone 9. Không phải người dân chơi. Ờ, chơi dân thường. Không thèm. Giờ vứt đi. Không gầm. Cầm lấy, anh đi uống lấy nước uống. Cầm lấy, anh đi lấy nước uống. Ờ. Không vứt là anh đập cho đấy. Chế lúc nào cũng chẳng có quả đâu, vứt một mình. Đấy mọi người, thấy người yêu mình thế nào? Hôm á thì nó phết. Hôm qua thì chả có cái chó thì vứt thông miệng của mình vứt xuống ao. Không một lần thì bị lừa. Có một con điện thoại này này, iPhone 11 như kiểu là người ta bị ngu hay sao ấy. Đập đập cho nó chết. Bên thật là ai người ta đập. Tiếc phết, mình chưa đập điện thoại bao giờ. Nhưng mà nay mình sẽ dồn hết cái cục tức giận. Nhưng mà sợ nổ không là mình phải bỏ pin đi. Bỏ pin đi xong rồi mình đập. Chắc cái này chọc muối mà như cái điều khiển. Đi thật ai đấy. Ta sẽ đập. Sim, có sim. Có à mà có sim đâu. Đập đi. Ôi cái này gì mà cứng thế này. Cứng thế nhở. Ồ. Không vỡ luôn này. Đúng điện thoại chắc thật.
em ơi. Thế cho nó cứng. Cứng quá. Điện thoại gì ấy mà cứng. Thôi, hỏng mày rồi. Hỏng rồi. Ôi, trời đất ơi. Vớ rồi, này này. Cái này làm gì đây? Ôi, làm gì đây? Là điện thoại. iPhone 11, mày đã tử. Điện thoại chết. Mày chết. Sao? Điện thoại của ai không? Thì màu điện thoại của em rồi, anh tặng em rồi. Tôi điện thoại em biết à? Ra được. Điện thoại đây, điện thoại. Điện thoại của em rồi. Điện thoại của ai không? Anh tặng em là của em. Điện thoại của ai không? Của ai á? Của bà. Của ai á? Điện thoại của bà. Thôi bà. Mày bị điên à, mày chết rồi đi. Điện thoại của bà, mày chết rồi đi. Nhưng mà anh đó là anh bảo iPhone 11 tặng em mà. Mày bị điên đấy, mày một thế này. Ôi. Tao trêu mày tí mày đập thật à? Ờ, anh cho sợ mày lấy em nọ. Mày chết rồi, mày mua lại mới cho bà đi. Chết rồi. Ai bảo mày đập? Ai bảo anh tặng em làm gì? Em tưởng tao tặng mày dám bảo mày đập à? Em test thử iPhone 11, em thấy trong TV nó đập như thế. Mày xin lỗi bà đi. Nhưng mà anh không mà nhân lâu bà đuổi em thật đấy. Thì anh mày đập thật thì chả bảo đuổi em thật. Nhưng mà em đập thử đi. Nó cứng lên anh. Không. Gì ở lại, tao xin lỗi tao. Tao biết tao. Tao là đứa mày bằng chứng. Mày anh dở à? Tao không biết bằng chứng. Bằng chứng, bằng chứng. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Bằng chứng. Tao là người chứng dậy. Không phải em đập. Thôi bảo. Không phải em đập. Không phải em đập. Đây đi đây. Đây. Anh đi tập đây. Đi đâu? Đâu đâu mày? Sao mày? Sao đâu? Bà đi thử cháu. Bà đi thử cháu anh chứ đâu. Cứ hai đứa mày hả? Ai đâu có thảo đâu kìa. Đi tập. Mày cảm ơn ai cho ai đâu. Anh đâu. Đâu có bảo. Đây đi. Không, không phải đã tập. Có điều gì đâu. Hai đứa. Không phải. Mày đây. Bà đi cháu mày. Hai đứa mày. Không phải em đi tập. Mày đâu. Đúng cái. Không phải em. Ôi, anh bảo là kia là bà xem như tôi là anh đập. Anh nhận đi. Mà anh chính đập đấy bà. Chết. Đã biết ai. Không, cả bà đi, anh như là con người đàn ông của gì ấy. Mày là đàn ông gái thì mày đập của bà, mày bỏ đồ tội cho tao. Em không được đập. Tao tặng mày đập bỏ. Mày, anh ra ấy, chứ nó bà đi, con người làm thì có nhận chứ. Mày là có nhận đi, đừng nói tao nhá. Bà chửi em. Chửi mày gì tao đâu. Anh nhận đi, đồng tối mày uống nước. Điện thoại này mới bao tiền mà uống nước, hả? Anh... Hỏi tao đâu, nó sợ, ok. Bà gì mới xin lỗi bà đi. Anh đập mà. Mày đập vào là gì? Mày bảo là... Anh đừng bỏ tao. Mày đập vào, tao đập vào. Chưa biết rồi, anh đừng có gì. Tao không biết. Tao có lên nguồn này. Ồ, thế à? Bà vẫn còn dùng được bà. Vẫn còn dùng được. Nó lên nguồn. Mày chết, bà đi mà xin lỗi bà đi. Anh ơi. Mẹ con chó này nó còn láo quá. Thôi tắt video đi.